Không hiểu vì một lý do thần bí nào đấy mà Prado cứ về xe nào là lại hết xe đấy quý vị ạ. Hãy cùng em Vân khám phá trong video ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý vị trở lại với kênh của Hà Nội Ca. Hãy để lại một like, một subscribe để chúng em có thêm thật nhiều động lực ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ hãy cùng em Vân tìm hiểu những nguyên nhân nhé. Prado cũng là một trong những con cưng của nhà Toyota, một chiếc SUV hạng trung, là anh em với Toyota Land Cruiser nhưng mà có mức phí, chi phí cũng như là mức tiêu hao nhiên liệu ở mức dễ chịu hơn. Phần thân xe thì chiếc xe có chiều dài trục cơ sở là khoảng 2,8m với 3 hàng ghế ngồi. Và chúng ta sẽ được trang bị bộ la răng 18 inch đa chấu kép như thế này, gương chỉnh điện. Và chúng ta sẽ có một cái phần bậc lên xuống để hỗ trợ việc lên xuống được dễ dàng hơn, vì đây là một chiếc xe cũng khá là cao. Xe thì sử dụng bộ khung gầm rời body on frame kết hợp với dẫn động hai cầu linh hoạt, giúp cho chiếc xe có thể vượt địa hình được tốt hơn. Phần đầu xe vẫn khá quen thuộc với mặt ca lăng gồm các nan dọc to bản như thế này. Ở hai bên thì chúng ta sẽ có cụm đèn LED và đèn gầm ở phía dưới. Chiếc xe này thì được sơn màu sơn trắng ngọc trai, một màu sắc mà nếu các bạn mua mới thì phải bỏ ra chi phí là khoảng hơn 11 triệu đồng thì chúng ta mới sở hữu được màu sắc này. Chiếc xe này được trang bị động cơ xăng 2.7 hút khí tự nhiên với mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 12 lít trên 100 km kết hợp với hộp số tự động 6 cấp cho công suất tối đa là 164 mã lực. Phần đuôi xe của Prado thiết kế khá đặc trưng và cá tính với logo thương hiệu ở chính giữa, dòng chữ Land Cruiser Prado ở phía dưới. Phần cốp thì chúng ta có thể mở riêng biệt phần kính hậu bằng nút bấm như thế này. Rất là tiện lợi nếu chúng ta muốn lấy đồ nhanh, hoặc là các bạn có thể mở hẳn cả cốp như thế này. Đây là dạng cốp mở ngang với một dung tích cốp khá là lớn nếu chúng ta gập hàng ghế thứ ba xuống. Phần cốp phía sau thì hàng ghế thứ ba chúng ta sẽ được hỗ trợ bởi các nút chỉnh điện như thế này, giúp việc gập ghế và mở ghế trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sạc 100W rất là tiện lợi nếu các bác đi cắm trại hoặc là đi du lịch. Chiếc xe này thì được sản xuất 2021, đã chạy hơn 6 vạn km rồi. Tuy nhiên thì bác chủ cũ của chiếc xe này là một người vô cùng kỹ tính, cho nên là toàn bộ phần nội thất cũng như là ghế da đều đang còn rất là mới. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là bác chủ cũ đã độ thêm cái phần đề nổ start stop tiện lợi thay vì chìa khóa cơ như các phiên bản khác cùng đời. Chiếc xe này thì vẫn được giữ một cái phong cách thiết kế đấy là đơn giản thực dụng với các mảng ốp gỗ này, da rất là kết hợp với nhau rất là hài hòa sang trọng, giúp chiếc xe cảm giác rất là thoáng, rất là sáng. Trên xe thì cũng được trang bị rất là nhiều option tiện lợi như là màn hình giải trí. Màn hình này thì chúng ta sẽ có cả cảm ứng nhé, có thể điều khiển âm thanh. Dàn âm thanh trên chiếc xe này thì sẽ bao gồm 14 loa cao cấp. Chiếc xe thì đã được trang bị cam lùi, gài cầu cũng như là điều hòa 3 vùng độc lập. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm cái phần hộp lạnh cũng như là làm mát ghế. Hàng ghế thứ hai của chiếc Prado này thì ngồi rất là thoải mái. Mặc dù chiếc xe này thì không hề có cửa sổ trời, thế nhưng mà không gian bên trong xe vẫn cực kỳ thoáng. Xe thì được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai, có thể điều chỉnh nhiệt độ cũng như là quạt gió, và cũng được trang bị được bệt tì tay. Ở hàng ghế thứ hai của chúng ta thì có độ ngả khá là tốt, sẽ giúp cho hành khách sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi ở trên một hành trình dài. Nói chung là xe này đi trong phố thì khá là rộng rãi thoải mái anh ạ. Tầm nhìn nó cũng thoáng nữa, xe nó cũng cao, lái thì rất là chắc, rất là phù hợp với các bác. Em nghĩ thế, em nghĩ là các bác sẽ rất là thích chiếc xe này. Lái nó không có cái sự bốc đồng như những cái chiếc xe thể thao, thế nhưng mà nó lại rất là đầm chắc tay. Đấy, em kéo kính lên thì chiếc xe này có độ cách âm khá là tốt nhá. Khi mà lên kính một cái thì gần như là không nghe thấy gì nữa luôn. Khi vào sóc thì gần như là chiếc xe rất êm ái, cái hệ thống treo phản hồi rất là tốt nhá, không bị cảm giác bồng bềnh xe. Hà Nội Ca đang có sẵn giao ngay một chiếc Prado có ngoại thất màu trắng, nội thất màu kem. Xe đã chạy hơn 6 vạn km và đây là một sự lựa chọn hoàn toàn hợp lý cho bác nào đang cần tìm một chiếc SUV gầm cao mà hướng tới sự đơn giản, thực dụng và với giá tiền là hơn 2 tỷ đồng. Quý anh chị quan tâm mẫu xe này vui lòng liên hệ với showroom Hà Nội Ca để xem xe, lái thử, trải nghiệm và sở hữu chiếc xe này nhé.